Bệnh viêm da nổi cục trên trâu bò đã xuất hiện tại xã Văn Hóa, huyện Tuyên Hóa. Các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương đang tích cực các biện pháp để nhanh chóng dập dịch hiệu quả. Theo đó, vào ngày 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 tại xã Văn Hóa, phát hiện hai con bò của hai hộ dân trên địa bàn xã có triệu chứng nghi mắc bệnh viêm da nổi cục. Ngày mùng 5 tháng 5, lực lượng chức năng huyện Tuyên Hóa phối hợp cùng chính quyền địa phương xã Văn Hóa thực hiện các biện pháp phòng dịch như khoanh vùng, rải vôi, phun tiêu độc khử trùng xung quanh khu vực có bò nghi bị mắc bệnh. Đồng thời tiến hành lấy mẫu bệnh phẩm gửi ra chi cục thú y vùng 3 Nghệ An xét nghiệm cho kết quả dương tính. Sau khi nắm được thông tin, đoàn công tác của chi cục thú y vùng 3, chi cục chăn nuôi và thú y tỉnh Quảng Bình, phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Tuyên Hóa đã trực tiếp đến kiểm tra, hướng dẫn xã Văn Hóa tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, tránh để dịch bệnh lây lan trên diện rộng. Ngày 10 tháng 5, Ủy ban Nhân dân huyện Tuyên Hóa cũng đã ban hành quyết định công bố dịch đối với bệnh viêm da nổi cục trên trâu bò tại địa bàn xã Văn Hóa, Tuyên Hóa. Từ ngày 5 tháng 5 năm 2023, Ủy ban Nhân dân xã Văn Hóa khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống dịch theo luật thú y và các công văn, kế hoạch của Ủy ban Nhân dân huyện về phòng chống bệnh viêm da nổi cục trên trâu bò. Ủy ban Nhân dân các xã, thị trấn nằm trong vùng dịch, vùng bị dịch uy hiếp, vùng đệm thành lập các chốt kiểm dịch động vật tạm thời trên địa bàn. Được biết, bệnh viêm da nổi cục là một loại bệnh truyền nhiễm gây ra trên trâu, bò, không nguy hiểm cho người. Đường truyền chủ yếu qua côn trùng đốt, hoặc có thể lây truyền do vận chuyển trâu, bò mang mầm bệnh, sử dụng chung máng uống, khu vực cho ăn. Bệnh khiến gia súc giảm khả năng sinh sản, tổn thương da, giảm tăng trọng và nguy cơ có thể tử vong, gây tổn thất lớn về kinh tế.